Ladies and gentlemen, please be seated. Thank you so much. Vâng, và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị một đêm thật là vui. Quý vị chúng ta cùng vui hết mình với ông Chris Hayes đêm nay nha quý vị. Ladies and gentlemen, we have a number of special guests and leaders of the community here tonight. And I would just like to acknowledge their presence. Mr. Quang Vu A.O., former BCA President, cái đó là thấy Dr. menu. Tim Yuen, OAM, former BCA President, Mr. Tang Nguyen, rồi chút xíu nữa mình quay trở lại nha quý vị nha, bye bye. Mr.